Xin kính chào quý vị và các bạn. Quý vị và các bạn đang đến với bản tin giao thông an toàn thứ Bảy ngày 2 tháng 12 của kênh truyền hình VTC14. Thưa quý vị, một vụ tai nạn giao thông xảy ra vào tối ngày hôm qua ngày 1 tháng 12 khiến cho hai thanh niên tử vong tại chỗ do điều khiển xe máy với tốc độ cao không làm chủ được tay lái. Khoảng 20 giờ 15 phút ngày hôm qua, 1 tháng 12, hai thanh niên chở nhau trên xe gắn máy mang biển kiểm soát 77M17664 chạy tốc độ cao trên quốc lộ 50 đoạn từ bãi rác Đa Phước về Nguyễn Văn Linh. Khi đến trước số 7D203 quốc lộ 50 xã Phong Phú, huyện Bình Chánh, thành phố Hồ Chí Minh thì bất ngờ gặp phải sự cố nên thắng gấp, khiến phương tiện cùng với hai thanh niên ngã ra đường. Lúc này, xe ô tô mang biển kiểm soát 51F97038 lưu thông theo hướng ngược lại, xử lý kịp nên không va chạm với xe máy. Theo thông tin ban đầu, cú ngã khiến cho hai thanh niên cùng xe máy cày xuống đường một đoạn khoảng 5m. Do hai người đội mũ bảo hiểm nên không đúng tiêu chuẩn, nên khi ngã đã va đập đầu mạnh xuống đường và tử vong tại chỗ. Tại hiện trường, xe máy của nạn nhân hư hỏng nặng, nhiều người dân hiếu kỳ theo dõi vụ việc. Giao thông qua khu vực bị ùn ứ kéo dài. Đến hơn 23 giờ cùng ngày, hiện trường được xử lý, thi thể hai nạn nhân được đưa về bệnh viện phục vụ công tác điều tra. Khoảng 12 giờ 40 phút trưa ngày 2 tháng 12, BOT Cai Lậy phải tiếp tục xả trạm lần thứ 5 sau khi đã xả trạm trước đó chừng 1 tiếng đồng hồ rồi tiến hành thu phí trở lại. Ngoài mật độ xe đông, đặc biệt hướng từ miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh, BOT Cai Lậy đã xả trạm thì việc lái xe tiếp tục phản ứng khiến giao thông qua trạm gặp nhiều khó khăn. Lý do là một tài xế xe container cương quyết không đóng phí và cho rằng cần xuất trình giấy tờ hợp pháp của việc thu phí ra. Một số tài xế xe container cố thủ ngay cabin thu phí hướng miền Tây về thành phố Hồ Chí Minh hơn 20 phút. Điều này làm dòng xe phía sau ùn tắc nghiêm trọng, buộc trạm BOT Cai Lậy phải xả trạm. Trước đó vào khoảng 11 giờ 30 phút, một tài xế sau khi đã dùng nhiều tiền mệnh giá 200-500 đồng qua trạm BOT Cai Lậy, sau một hồi tranh cãi với nhân viên thu phí, tài xế này đã trả đủ tiền và đòi 100 đồng tiền thối. Sau gần 20 phút đôi co, nhân viên thu phí đã thối đủ 100 đồng tiền thừa và yêu cầu tài xế di chuyển. Ngay lúc này, giao thông trên quốc lộ 1 bị ách tắc nghiêm trọng. Đến 11 giờ 50 phút cùng ngày, BOT Cai Lậy tiếp tục xả trạm lần thứ tư. Tổng cục Đường bộ Việt Nam cho biết, vừa nhận được văn bản của Ủy ban Nhân dân Quảng Nam thông báo về các phương tiện thuộc diện được miễn giảm giá sử dụng đường bộ qua trạm thu phí BOT Tam Kỳ, tỉnh Quảng Nam. Cụ thể, sẽ có gần 4.500 phương tiện thuộc diện được miễn giảm giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ qua trạm thu phí BOT Tam Kỳ. Đây là trạm thu phí hoàn vốn cho dự án mở rộng quốc lộ 1 đoạn qua tỉnh Quảng Nam theo hình thức hợp đồng BOT. Theo đó, có trên 900 xe thuộc đối tượng được miễn 100% giá vé sử dụng dịch vụ đường bộ của các cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa bàn. Về đối tượng được giảm giá vé 50%, có gần 3.600 phương tiện không hoạt động kinh doanh của các cá nhân, hộ gia đình có hộ khẩu thường trú trên địa bàn huyện Núi Thành và thành phố Tam Kỳ. Theo đại diện Grab Việt Nam, 10 tháng đầu năm 2017 đã nộp hơn 142 tỷ đồng tiền thuế vào ngân sách. Cũng theo đại diện của Grab thì ngoài việc thực hiện nghĩa vụ thuế, trong khuôn khổ đề án thí điểm, Grab Việt Nam còn hỗ trợ cho các đối tác vận tải trong việc là kê khai và nộp thuế hàng tháng. Theo Grab Việt Nam, vừa qua có một số thông tin khác nhau về việc thực hiện nghĩa vụ thuế của Grab Việt Nam với ý kiến cho rằng tổng số thuế mà Grab Việt Nam đóng góp vào ngân sách nhà nước trong 10 tháng đầu năm 2017 đạt gần 140 tỷ đồng là không có cơ sở. Việc đưa các thông tin thiếu chính xác liên quan đến nghĩa vụ thuế của Grab Việt Nam đã gây thiệt hại và ảnh hưởng không nhỏ đến uy tín, hình ảnh của Grab Việt Nam cũng như hàng chục nghìn đối tác đang kinh doanh chân chính. Sau gần 2 năm triển khai thí điểm, việc áp dụng ứng dụng Grab trong quản lý, điều hành hoạt động vận tải của các đơn vị kinh doanh vận tải cũng đạt hiệu quả rất cao với hệ số sử dụng quãng đường đạt gần 90% tại Hà Nội và thành phố Hồ Chí Minh. Thời gian gần đây, đơn vị thi công đã rào chắn một đoạn đường Nghi Tàm và Yên Phụ để tiến hành thi công dự án xây dựng cầu vượt tại nút giao thông An Dương, đường Thanh Niên, thuộc địa bàn quận Ba Đình và quận Tây Hồ, Hà Nội, khiến cho các phương tiện di chuyển qua khu vực này khó khăn, nhiều thời điểm đã rơi vào ùn tắc. Dự án trên chính thức được khởi công vào ngày 27 tháng 10. Để phục vụ cho công tác thi công đảm bảo, cơ quan chức năng đã cấm xe tải, xe khách trên 16 chỗ đi vào đường Nghi Tàm. Riêng xe taxi cấm vào đường này theo khung giờ 6 đến 9 giờ và 16 đến 19 giờ hàng ngày.
Bên cạnh đó, một phần đường yên phụ đã phải dành cho công trường thi công nên lòng đường bị thu hẹp, các phương tiện di chuyển rất khó khăn. Ngay từ đầu giờ sáng, lượng phương tiện qua ngã tư An Dương Nghi Tàm đã rất đông. Từng dòng phương tiện nối đuôi nhau, nhiều người chưa quen đi theo hướng vòng nên vẫn cố tình vi phạm. Nhiều người lại cố tình đi ngược chiều, xuyên qua dòng phương tiện tấp nập, cố tránh đoạn tắc đường. Tất cả tạo ra một bức tranh giao thông lộn xộn tại khu vực này. Bắt đầu từ khi thi công nhà mình ở đầu Âu Cơ đằng kia đi lại đằng này, nói chung là tương đối là khó khăn. Đấy, phải nói thật là như thế. Bởi vì tất cả các trụ đường này thì con đường này là con đường chính, hai bên có hai con đường nhỏ phụ. Nhưng bây giờ tất cả lượng xe dồn hai con đường nhỏ cho nên là rất chi là phức tạp. Nó thì là nó giảm cái mật độ lưu thông, nó làm tăng cái mật độ lưu thông lên. Bởi vì cái độ phân cách nó chưa được hợp lý lắm. Cái phần nó dài quá. Ví dụ dưới đoạn kia mà nó ngắn lại thì sẽ làm đỡ tắc đoạn dưới yên phụ kia. Một đoạn đê đất Nghi Tàm được đơn vị thi công đào thử. Đơn vị thi công cũng đã tập kết máy móc triển khai thi công. Dự án cầu vượt tại đây mới trong giai đoạn đầu. Lực lượng cảnh sát giao thông, thanh tra giao thông cũng đã phối hợp để điều tiết. Tuy nhiên, do lượng phương tiện quá đông nên vẫn không thể tránh khỏi ùn tắc. Thực ra khu vực này là khu vực cái mật độ giao thông rất là lớn, nhất là cái cửa ngõ từ sân bay về. Nên là trong quá trình mà thử để phân luồng giao thông thì cũng lúc đầu do thói quen của người dân chưa biết đến khu vực thi công dự án. Nên là cái việc ùn tắc thì cũng có xảy ra ùn ứ vào giờ cao điểm. Thực ra cái công trường là công trường mở, thực ra không thể cấm cố định được. Nên là cái việc này thì lúc thi công cũng không thể tránh khỏi, cũng phải vừa làm cũng vừa hướng dẫn cũng vừa tham gia mọi thứ để đảm bảo được việc đi lại. Cầu vượt nút giao An Dương Thanh Niên là một trong 8 công trình giao thông trọng điểm của thành phố Hà Nội. Dự án mới được khởi công và dự kiến hoàn thành vào tháng 6 năm 2018. Thời gian thi công lại trùng với những tháng cuối năm, lực lượng chức năng cần có những giải pháp quyết liệt, bằng không ùn tắc sẽ ngày càng phức tạp. Khoảng 6 giờ 10 phút ngày 2 tháng 12, tại km số 8+740 trên cao tốc Nội Bài Lào Cai, địa phận xã Nam Viên, thị xã Phúc Yên, Vĩnh Phúc đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe khách 29 chỗ và xe container khiến nhiều người bị thương. Vào thời điểm trên, chiếc xe khách biển kiểm soát 29C00034 đang lưu thông theo hướng Hà Nội Lào Cai thì bất ngờ bị xe container biển kiểm soát 29C40219 đâm từ phía sau khiến xe khách bị lật ngang ra đường. Ban quản lý cao tốc Nội Bài Lào Cai xác nhận vụ tai nạn khiến 4 người bị thương, 2 xe hư hỏng nặng. Vào thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có 28 người. Còn trước đó, liên quan vụ cảnh sát giao thông bị xe đâm tử vong trên cao tốc Hà Nội-Thái Nguyên, ngày 2 tháng 12, Công an thành phố Thái Nguyên cho biết đã khởi tố vụ án hình sự chống người thi hành công vụ. Trước đó, khoảng 10 giờ 30 ngày 30 tháng 11, tổ tuần tra kiểm soát của Cục Cảnh sát Giao thông Đường bộ, Bộ Công an đang làm nhiệm vụ trên quốc lộ 3 mới, đoạn tránh thành phố Thái Nguyên tại km 66, phát hiện chiếc xe mô tô mang biển kiểm soát 20M16609 đi vào đường cấm. Khi lực lượng cảnh sát giao thông ra tín hiệu dừng xe, người điều khiển xe mô tô không những không chấp hành mà lao thẳng vào cán bộ cảnh sát giao thông. Hậu quả, thiếu tá Trần Văn Vang hy sinh vào chiều ngày 30 tháng 11. Ủy ban An toàn Giao thông Quốc gia vừa yêu cầu Công an tỉnh Lâm Đồng sau khi đoạn clip xe khách vượt lấn trái ép xe máy được chia sẻ trên mạng. Trước đó, trên mạng xã hội đăng tải clip xe khách của hãng Thành Bưởi mang biển kiểm soát 17802 khi tới khu vực vòng cua trên đèo Bảo Lộc Lâm Đồng đã cố tình vượt sai quy định, không bật tín hiệu ép xe máy đi ở làn đường đối diện. Ủy ban này đánh giá, hành vi vi phạm của lái xe là vô cùng nguy hiểm, tiềm ẩn nguy cơ cao gây tai nạn giao thông, đe dọa tính mạng và tài sản của hành khách. Doanh nghiệp và bản thân lái xe thể hiện thái độ coi thường pháp luật, cần phải xử lý nghiêm minh theo quy định. Ban An toàn Giao thông Lâm Đồng và Khánh Hòa thông báo đã đóng đường hoàn toàn khu vực đèo Khánh Lê do sạt lở nghiêm trọng. Nguyên nhân do đợt mưa kéo dài vào 5 giờ 30 phút sáng ngày 2 tháng 12 tại km 64+210 quốc lộ 27C đã bị sạt lở nghiêm trọng. Nhiều điểm bị nước từ trên núi cuốn theo đất đá đổ xuống tràn qua đường gây sụt trượt ngổn ngang. Đây là khu vực có nền đất yếu nên ta luy đường sạt xuống rất nhiều. Chỉ trong buổi sáng có đến 3 lần đất đá thay nhau đổ xuống liên tiếp gây sụt trượt trong một phạm vi 70 mét dài. Khối lượng đất đá bị sạt lở ước tính 7.000 mét khối.
Được biết, quốc lộ 27C dài hơn 120 km, nối từ thành phố Nha Trang, tỉnh Khánh Hòa với thành phố Đà Lạt, tỉnh Lâm Đồng, đoạn qua đèo Khánh Lê cao 1.700 m, dài 33 km. Đội mũ bảo hiểm đạt chuẩn, bảo vệ chính mình. Thưa quý vị, lợi ích của các ứng dụng taxi công nghệ thì không ai có thể phủ nhận. Tuy nhiên, sau hơn 4 năm xuất hiện, số lượng taxi công nghệ ngày càng gia tăng. Thế nhưng khung pháp lý cho loại hình dịch vụ vận tải này thì lại gần như không có. Trong quá trình phát triển, taxi công nghệ đã dần bộc lộ những khuyết điểm. Việc xây dựng một khung pháp lý là rất cần thiết để giải quyết những vấn đề này. Việt Nam hiện có hơn 30.000 taxi truyền thống. Trong khi đó, số lượng taxi công nghệ là hơn 50.000 xe. Con số này vẫn đang tiếp tục gia tăng. Taxi công nghệ đang phát triển một cách ồ ạt, thiếu kiểm soát. Hệ lụy là những lùm xùm về việc trốn thuế, khó kiểm soát lái xe. Quyền lợi người dùng cũng không minh bạch, vi phạm nhiều nhưng gần như không được xử lý. Cái hồi đầu cũng gặp rất nhiều khó khăn. Khi mà Uber, Grab vừa ra ấy, thì thực ra tất cả mọi các vấn đề mà chúng tôi cũng phải tự làm thẻ, chúng tôi cũng phải giả người đi khách đi để kiểm tra. Tuy nhiên là khi phát hiện thì tất cả các bạn người ta sẽ khác ngay. Có mặt tại Việt Nam được hơn 4 năm, được chấp thuận đề án thí điểm gần 2 năm. Song người dùng, lái xe, doanh nghiệp và cơ quan quản lý các cấp đã ghi nhận rất nhiều kết quả tích cực, nhưng cũng thấy nảy sinh một số vấn đề mà khuôn khổ pháp lý hiện hành không còn phù hợp để quản lý. Đòi hỏi về một khuôn khổ pháp lý mới là rất cấp bách. Bộ Giao thông Vận tải đang chuẩn bị trình Chính phủ nghị định sửa đổi nghị định 86 về điều kiện kinh doanh vận tải bằng xe ô tô. Đây cũng chỉ là cái cũ để áp dụng cho một loại hình hoàn toàn mới một cách gượng ép. Tôi cho đây là riêng cái nhận diện, cái dịch vụ là chúng ta chưa thống nhất rồi. Mỗi bộ là một kiểu, thế nhưng không có một cái quy định về thời gian làm thí điểm thì có là 2 năm. Thế nhưng ấy, là số lượng sẽ làm thí điểm như thế nào, quản lý giá, về quản lý về chất lượng dịch vụ như thế nào, để quản lý về an toàn như nào chúng ta làm chưa đồng bộ. Cùng nổi hết sức, Uber Grab vẫn kiến nghị, bộ thông đừng hạn chế. Thời gian bây giờ cứ mở tung đi, xem nó sẽ ra như thế nào. Đó, thành thử cái nhận diện chúng ta chưa đến nơi. Từ chỗ chúng ta nhận diện chưa đến nơi, thành thử chúng ta quản lý không được. Hoạt động của taxi công nghệ liên quan đến rất nhiều bộ, ngành như Bộ Giao thông Vận tải, Bộ Khoa học Công nghệ, Bộ Tài chính. Hiện nay, sự khác nhau trong nhận diện dẫn đến sự khó khăn trong định hướng quản lý. Có thể nói là cái việc so sánh điều kiện và các cái quyền lợi cũng như nghĩa vụ của hai cái loại hình taxi mà chúng ta đang đề cập hôm nay đó là rất quan trọng. Thứ nhất đó là điều kiện liên quan đến thuế. Cái thứ hai nữa là thực hiện cái việc mà buộc những cái người mà chủ xe Uber đó phải mua bảo hiểm cho cái hành khách bên cạnh. Chưa có khung pháp lý đồng nghĩa với việc hành khách sẽ gặp phải rủi ro, quyền lợi không được đảm bảo. Có thể nói Uber, Grab đang hoạt động một cách khá tự do và thoải mái. Mục tiêu chung của các cơ quan chức năng là cổ vũ, tạo điều kiện cho cái cũ, phát huy cái mới. Do đó, tất cả phải được ưu tiên. Chúng ta nên đưa ra những cái nền tảng về đảm bảo cái cạnh tranh tốt nhất cho các bên. Và như vậy thì sẽ đảm bảo được quyền lợi của tất cả các cái bên tham gia giữa taxi truyền thống và taxi công nghệ. Thị trường taxi Việt Nam đang rất hỗn loạn. Một khung pháp lý là điều kiện cần để đưa loại hình vận tải này vào khuôn khổ. Chúng ta đã bị chậm một thời gian dài, nếu tiếp tục chậm trễ, không ai có thể biết được hậu quả gì có thể xảy ra. Bản tin ngày hôm nay của chúng tôi xin được khép lại tại đây. Cảm ơn quý vị và các bạn đã quan tâm theo dõi. Xin kính chào và hẹn gặp lại.